Chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ đi săn với cái mẫu ná mới này. Xin giới thiệu với các bạn cái mẫu ná này là ná chạc 7 nha các bạn, 7 cm. Và cái mẫu ná này thì các bạn nào quan tâm thì mình để cái đường link mua ở dưới phần mô tả video nhé. Cũng xin giới thiệu qua với các bạn luôn, cái mẫu ná này là người ta đã bo cảnh đánh bóng này, nó hạn chế được một cái phần nào đó về cái hiện tượng mà cái dây đập vào chạc, nó gây hiện tượng bị đứt thun và bị rạn thun đó các bạn. Các bạn quan tâm thì vào dưới phần mô tả video nhé, rồi các bạn xem này nha các bạn. Hết. Đây này các bạn. Rớt đi. Giờ thì không tật được đâu bạn. Rớt. Đây các bạn, em thứ hai. Rớt. Kêu đi con. Em thứ ba. Rớt. Tiếp tục. Rớt. Rớt luôn. Rớt em. Đây các bạn. Rớt. Một phát rồi, bị thương. Rớt luôn. Rớt xuống. Rớt xuống, rớt xuống. Gục gục gục. Rớt. Hai viên. Rớt. Rớt. Ba viên mới chịu rớt. Ba viên. Gãy chân rồi. Con này gãy chân rồi. Đây, đang ngồi này. Rớt luôn đi. Đây này các bạn. Rớt.
Rớt xuống. Rớt xuống. Rụng. Chạy hả con? Chạy hả? Dạ. Úi chà. Chạy đi các bạn. Nghe. Chạy hả? Chạy. Chạy đừng chơi. Chạy đi. Trùng luôn. Bay gì nữa? Bay gì nữa? Vừa về là đúng luôn. Rụng ngay đầu. Đây tí lại lượm đi. Bắn tu hú đó. Mày hả con? Em tu hú. Trời ơi. Ui. Này. Con có rút vừa rồi này. Rớt. Rụng luôn. Đâu rồi? Đây rồi. Đây rồi. Rồi đây là thành quả ngày hôm nay đây. Đem vào cân được. Được 1,5 kg.
đấy ngày hôm nay. Vô đi. 1 2 3 vô. Rồi.